Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 2 tháng 6 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Thương gia David Đặng và thực hiện giấc mơ mang văn hóa Việt Nam đến Texas. Một chánh án quận hạt bị chỉa súng cướp đồng hồ Rolex ở Oakland, California. Liên tiếp hai vụ đâm chém cướp xe giữa ban ngày ở San Jose, California. Giữa một loạt các cuộc vận động tranh cử, thống đốc Ron DeSantis liên tục ký ban hành nhiều dự luật. Tổng thống Joe Biden là một lần nữa vấp té trên sân khấu lễ tốt nghiệp Học viện Không quân. Lương gạt 1 triệu 800 ngàn đô la, một thương gia ở Orange County, California bị truy tố. Cựu tổng thống Donald Trump yêu cầu thẩm phán giám sát vụ truy tố hình sự Manhattan rút lui. Thượng viện Hoa Kỳ lật ngược kế hoạch xóa nợ sinh viên của tổng thống Joe Biden chuẩn bị cho một sự phụ quyết. Thượng viện đồng ý nâng mức nợ công chờ chữ ký tổng thống Joe Biden, ngân sách Mỹ ổn định 2 năm. Gần 10.000 tấm hình trong máy tính sách tay của Hunter Biden được công bố trên mạng. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là chủ đề chính trong hội nghị an ninh châu Á. Air Canada gặp trục trặc liên lạc, làm hàng trăm chuyến bay bị ngưng và bị hủy. Nga bãi bỏ hiệp ước dùng chung biển Azov với Ukraine. Tấn công bằng dao tại Thụy Điển, ít nhất là ba học sinh bị thương. Tên Việt Nam, mặt bằng cho thuê tại những con đường vàng ở Sài Gòn, ế cao chưa từng có. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, thương gia David Đặng và thực hiện giấc mơ mang văn hóa Việt Nam đến Texas. Ở thành phố Arlington, Texas có một trung tâm thương mại mang tên là Bến Thành Plaza mà theo người chủ, ông David Đặng chia sẻ, đó là nhằm mục đích giới thiệu với cư dân địa phương về kiến trúc, văn hóa, dân tộc Việt và cũng là ước mơ của ông từ nhiều năm qua. Tôi rời Việt Nam năm 1978 qua tị nạn tại Malaysia và được đưa đến Hòa Lan trước khi định cư tại Mỹ cho đến nay. Ông David Đặng mở đầu câu chuyện về cuộc đời hơn 40 năm hoạt động kinh doanh của một thương gia Việt trên đất Hoa Kỳ. Ông kể những năm đầu tiên từ ngày đặt chân đến Mỹ, ông sống ở New York. Thời gian này ông thường đi Dallas, Texas với mục đích quan sát tình hình để làm ăn buôn bán. Có khi ông lặn lội dầm mưa dễ nắng ở Dallas suốt 6 tháng trời. Khi ấy tôi mơ là mở được một siêu thị 10.000 square feet ở Texas. Siêu thị với diện tích như vậy là khá lớn rồi, ông chia sẻ. Khi biết tin có một siêu thị ở California rao bán, tôi quyết định bay sang miền Tây liền với ý định sẽ mua một siêu thị cho bên vợ và một siêu thị cho gia đình mình trên đường Bosa, nhưng giấc mộng không thành, vì bên vợ thì mua được còn bên tôi thì không. Có một siêu thị ở bên Texas rao bán vì ông chủ gặp trở ngại gì đó về nhân sự. Có người rủ tôi quay về xem siêu thị đó có mua được hay không. Ông David đã kể tiếp, làm như có một cái duyên, 7 năm trước ở Texas không xong, nay lại có cơ hội trở lại. Chúng tôi quay đầu trở lại đây, nghiên cứu thị trường một lần nữa. Và lần này, chỉ trong vòng 2 tháng, tôi quyết định mua một cái chợ đầu tiên ở Fort Worth, cách đây khoảng hơn 10 dặm. Ông cho rằng ông đã được ơn trên và cũng có thể may mắn, nên giấc mơ 7 năm trước của ông nay đã trở thành hiện thực. Ông làm chủ được ngôi chợ đầu tiên là chợ Nguyên Lợi. Chợ Nguyên Lợi hoạt động khấm khá thành công khi vào tay ông. Chỉ trong vòng 4 năm doanh thu của chợ tăng gấp đôi. Và chợ này như con heo nái hoặc là gà để trứng vàng cho chúng tôi lợi nhuận để vươn lên làm những nơi khác. Sau khi thành công đầu tiên, thì ông tiếp tục đầu tư thêm về lĩnh vực địa ốc và mua được những căn nhà ở. Sau đó, ông mở thêm ngôi chợ thứ hai ở thành phố Irving, Texas, có tên là Tân Nguyên Lợi, cũng khá lớn. Được đà thì ông bung ra thuê toàn bộ khu chợ Albertson khoảng 47.000 square feet, cùng với hình thức là trung tâm mua sắm, ăn uống. Sau hơn 10 năm kinh doanh tốt, Ông có ý định mua lại toàn bộ khu này, nhưng sau hai năm thương lượng người chủ không bán, ông đành ra đi. Và đây cũng chính là cơ hội để ông mở trung tâm thương mại Bến Thành Plaza. Bến Thành Plaza hiện nay trước đây là chợ h do làm ăn không thành và để trống mấy năm, ông David quyết định mua và xây dựng thêm với cơ ngơi vượt ngoài tầm của một trung tâm mua sắm và ăn uống, tôi là người Việt, dân miền Tây nên có suy nghĩ đơn giản là phải làm gì ở xứ người để giữ gìn văn hóa dân tộc Việt. Tôi quyết định mở một trung tâm thương mại thế nào để có được hình ảnh văn hóa Việt trong đó. Để có những minh họa cho các bậc cha mẹ dạy cho con cháu không nhiều thì ít về lịch sử dân tộc. Ở trung tâm thương mại Bến Thành Plaza có tượng Đức Trần Hưng Đạo, chùa Một Cột, Trống Đồng, Chùa Thiên Mụ và tên đường mang tên các vĩ nhân như Lê Lợi, Quang Trung, Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng. Đây như là một khu phố nhỏ của người Việt Nam, thoáng mát và có cả ngàn chỗ đậu xe. Tôi đã bỏ hơn 5 triệu đô la để xây mới hết toàn bộ khu thương mại này. Hiện nay, các lô chợ đã có 98% người thuê, do nhu cầu thuê mới ở đây rất cao. Chúng tôi dự định sẽ xây thêm một khuôn nhỏ bên ngoài khoảng 13.000 square feet. Thời gian thi công từ 8 đến 10 tháng sẽ khánh thành vào năm sau, ông đã hoan hỷ cho biết. Một chấn án quận hạt bị chỉ súng cướp đồng hồ Rolex ở Oakland, California. Một chấn án ở Alameda County đã bị chỉa súng và cướp đồng hồ Rolex, bớt tiền cùng với một số tài sản khác trong bãi đồ xe ở trung tâm Oakland sáng ngày thứ Năm ngày 1 tháng 6. Khoảng 8 giờ 50 phút sáng, vị chánh án vừa bước xuống xe trong bãi đậu xe Alco ở góc đường 13 với Madison thì bị cướp. Sở cảnh sát Alameda County (ACSO) đã loan báo trên Twitter. Bãi đậu xe này nằm cách tòa án Oakland khoảng vài dãy phố. Vị chánh án không bị thương, ACSO đã cho hay. Theo mô tả thì nhóm nghi can gồm 3 người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang. ACSO đã cho biết và ACSO đang phối hợp với cảnh sát Oakland để điều tra vụ cướp này. Vụ cướp xảy ra chỉ 2 ngày sau khi gần 500 cư dân của Auckland tới họp với giới chức thành phố và cảnh sát để than phiền rằng tình trạng an toàn công cộng ngày càng tồi tệ. Theo dữ liệu của cảnh sát Auckland, số vụ cướp ở thành phố này đã tăng so với năm ngoái. Từ đầu năm tới cuối tháng 4 có 964 vụ, trong khi cả năm ngoái chỉ có 943 vụ. Tuy nhiên, vụ cướp có súng đã tăng lên 35% trong cùng thời gian đó theo dữ liệu của cảnh sát liên tiếp hai vụ đâm chém cướp xe giữa ban ngày ở san jose california Cảnh sát đang điều tra hai vụ đâm chém và một vụ cướp xe xảy ra liên tiếp vào chiều ngày thứ Năm, theo thông báo trên Twitter. Vụ đâm chém xảy ra vào khoảng 3 giờ 10 phút chiều trên ngã tư của đường Rooster Road và Delwood Way. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát lại được trình báo một vụ đâm chém thứ hai xảy ra trên dãy 1800 đường Hillsdale Avenue. Nghi can đâm nạn nhân và cướp chiếc xe. Trong khi bỏ trốn trên chiếc xe ăn cắp, nghi can đã đâm vào một khách bộ hành. Hai nạn nhân bị đâm được đưa vào bệnh viện điều trị những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Nhà chức trách tin rằng chỉ có một nghi can trong cả hai vụ này. Hiện trường ở Hillsdale Avenue chỉ cách hiện trường vụ đâm đầu tiên khoảng 3 dặm, khu vực tập trung Starbucks, McDonald's và cây xăng Speedway Express. Sau đó, nghi phạm đã đến khu vực đường 16 và đường Santa Clara và đụng vào hai người đi bộ. Cảnh sát tin rằng vụ tai nạn này là cố ý, cả hai nạn nhân đều tử vong. Vào lúc 4 giờ 32 phút chiều, cảnh sát đến bại đầu xe của Smart and Final Extra tòa lạc tại 401 đường Chuckling vì nghi phạm thực hiện một vụ đâm khác. Nghi phạm đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến. Nạn nhân đã nhập viện nhưng không qua khỏi. Nghi phạm được tìm thấy trong một khu dân cư gần nơi xảy ra vụ đâm và đã bị bắt. Cảnh sát đang điều tra xem liệu nghi phạm có phạm thêm tội nào hay không. Giữa một loạt các cuộc vận động tranh cử, thống đốc Ron DeSantis liên tục ký ban hành nhiều dự luật vào cuối tuần trước, ông Ron DeSantis đã có khoảng thời gian bận rộn kể từ khi chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống giữa một loạt các cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang của ông và ở Iowa. vị thống đốc Florida vẫn tiếp tục công việc điều hành tiểu bang. phát ngôn viên văn phòng thống đốc Jeremy Reifert đã nói rằng ông DeSantis ký hàng chục dự luật vẫn đang liên tục chuyển đến bàn làm việc của ông sau phiên họp lập pháp kết thúc vào ngày 5 tháng 5. trong đó những dự luật quan trọng nhất là các gói dành cho các gia đình và trẻ em. Một dự luật mà ông vừa ký thành luật đã tạo ra khoản giảm thuế 2,7 tỷ đô la cho các gia đình, một gói pháp lý khác trợ cấp cho quân nhân tại ngũ cựu chiến binh và các thành viên gia đình của họ. Một số gói khác giúp các học khu tạo ra các chương trình giáo dục âm nhạc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2. Vào ngày 25 tháng 5, khi ký gói dự luật giảm thuế này, ông DeSantis cho biết vì các chính sách kinh tế tai hại của Tổng thống Joe Biden nên các gia đình ở Florida đang cảm nhận được áp lực lạm phát trong những chiếc ví của họ. Tuy nhiên ở Florida, chúng tôi đang bảo đảm rằng thành công kinh tế của tiểu bang chúng ta sẽ được truyền lại cho những người đã biến điều đó thành hiện thực. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách tài khoá tinh gọn cho phép các gia đình ở Florida giữ lại nhiều đồng tiền mồ hôi công sức hơn trong túi của họ. Với các gia đình mạnh mẽ hơn, tạo một Florida mạnh mẽ hơn. Văn phòng thống đốc cũng nêu lên một loạt các quy định về chất lượng và bảo tồn nước có trong một dự luật mà ông đã ký vào ngày 30 tháng 5. Dự luật Hạ viện 1379 gia tăng các biện pháp bảo vệ Indian River Lagoon, mở rộng chương trình tài trợ nước thải hiện có, củng cố các kế hoạch quản lý các khu vực nước của tiểu bang, yêu cầu chính phủ địa phương cải tiến kế hoạch dài hạn của họ với các dự án cấp thoát nước và sử dụng 100 triệu đô la hàng năm cho chương trình thu hồi và bảo tồn đất Florida Forever. Trong gói dự luật giảm thuế, 234 triệu đô la sẽ được phân bổ cho các khoản thuế bán hàng được miễn trừ vĩnh viễn đối với các mặt hàng trọng yếu dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em mới biết đi như là tả, khăn lau xe đẩy, củi để cho các em đứng chơi, quần áo, giày dép. Một đợt giảm thuế bán hàng tạm thời tên là Freedom Summer là mùa hè tự do, giúp giảm 230 triệu đô la tiền thuế cho những hoạt động vui chơi và giải trí ngoài trời trong khoảng thời gian từ ngày lễ chiến sĩ trận vong cho đến ngày lễ lao động. Kỳ giảm thuế bán hàng cho mùa tụ trừ cũng đã được mở rộng thành 4 tuần thường niên, 2 tuần vào mùa thu và 2 tuần vào mùa xuân, tăng thêm lên đến 161 triệu đô la tiền giảm thuế cho người dân Florida. Các sản phẩm vệ sinh như kem đánh răng, bàn chả đánh răng được hưởng một khoản miễn thuế bán hàng vĩnh viễn trị giá 67 triệu đô la. Các dịch vụ mua hàng để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp cho gia đình và vật nuôi, một mặt hàng quan trọng trong mùa bão ở Florida, được hưởng một đợt giảm thuế trị giá 144 triệu đô la. Đối với các cư dân của Florida, kể từ ngày 1 tháng 1, các khoản giảm lệ phí đường cao tốc sẽ lên tới 500 triệu đô la. Các khoản tính thuế theo đạo luật sinh sống tại địa phương sẽ trợ giúp cho những người mua nhà lần đầu tiên làm nghề giáo viên, nhân viên ứng phó khẩn cấp, cựu chiến binh hoặc quân nhân tại ngũ được mua nhà gần nơi làm việc của họ. Các khoản tiền này sẽ lên tới 854 triệu đô la. Tổng thống Joe Biden là một lần nữa vấp té trên sân khấu lễ tốt nghiệp Học viện Không quân. Tổng thống Joe Biden vấp bao cát và bị té khi phát xong bằng tốt nghiệp tại Học viện Không quân Hoa Kỳ USAFA ở Colorado vào ngày thứ Năm ngày 1 tháng 6. Sau khi té, ông có vẻ ổn và tự đi về chỗ ngồi trên khán đài. Ông mỉm cười và chạy về phía xe của ông khi buổi lễ kết thúc. Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Joe Biden không sao sau cú vấp té. Tổng thống Joe Biden vấp té khi đang chạy xuống sân khấu rồi chống tay đứng lên. Một nhóm người gồm một giới chức USAFA và hai nhân viên sở mật vụ liền đỡ tổng thống dậy. Trên đường về chỗ ngồi, tổng thống Joe Biden chỉ tay về nơi ông té, tỏ ý nói vật gì đó đã chắn đường. Video vụ này cho thấy bao cát nằm trước một sân khấu nơi ông đứng trước đó. Ông không sao, có bao cát trên sân khấu khi ông đang bắt tay. Ông Ben Labot, giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc đã thông báo trên Twitter. Tổng thống Joe Biden năm nay 80 tuổi là tổng thống lớn tuổi nhất từ trước tới nay. Trước cú vấp té phát biểu tại lễ tốt nghiệp USAFA, Tổng thống Joe Biden cho các học viên hay họ đang bước vào thế giới thay đổi nhanh chóng với nhiều khó khăn trên toàn cầu, từ cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine đến cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, cũng như nạn biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo AI. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ phải giúp đỡ đồng minh, đối tác và tiếp tục giúp đỡ Ukraine. Sự giúp đỡ của người Mỹ dành cho Ukraine sẽ không lung lay. Chúng ta luôn binh vực các nền dân chủ, luôn luôn như vậy, Tổng thống Joe Biden nói trong tiếng vỗ tay của những người dự lễ lường gạt 1 triệu 800 ngàn đô la, một thương gia ở Orange County, California bị truy tố. Người thương gia này bị truy tố vào ngày thứ Năm ngày 1 tháng 6 vì lường gạt hơn 10 nhà đầu tư, ít nhất là 1 triệu 800 ngàn đô la, rồi lấy tiền để sống xa hòa, văn phòng công tố Hoa Kỳ ở California loan báo. Ông Amado Ken Diello, 44 tuổi, là người Senegal, sinh sống ở Laguna Niguel, đã bị truy tố 19 tội lường gạt và hai tội rửa tiền, theo bản cáo trạng công bố ngày thứ Năm. Nếu bị kết tội, ông Tielo có thể bị tối đa 20 năm tù cho mỗi tội lường gạt và tối đa 10 năm tù cho mỗi tội rửa tiền. Ông Tielo là tổng giám đốc của hai công ty Virtual Advisor LLC và Leaky Inc. ở Newport Beach. Theo cáo trạng, từ năm 2015 tới tháng 1 năm 2020, ông Diallo nói với ít nhất là 11 nhà đầu tư rằng ông là triệu phú và là thương gia thành công và trở nên giàu có nhờ làm việc trong kỹ nghệ thương mại điện tử, công nghệ thông tin và nhiều kỹ nghệ khác. Ông đã khoe là ông có nhà cửa sơ hơi sang trọng, nói xạo rằng ông không mắc nợ và đôi khi nói xạo ông là một trong những người giàu nhất của châu Phi. Theo cáo trạng, Ông đã lấy được hơn 1 triệu 800 ngàn tỷ đô la đầu tư, chủ yếu là bạn bè và người quen. Trái với lời hứa, ông bị cáo buộc dùng tiền của nhà đầu tư để sống xa hoa, như là trả tiền nhà, mua xe sang trọng, mua sắm quần áo và ăn uống xa xỉ, đi các câu lạc bộ thể dục và spa và tổ chức nhiều chương trình tốn kém cho giới chức chính phủ ngoại quốc. Văn phòng công tố đã cho hay. Ông Jelilo không bao giờ trả tiền lời hay tiền gốc cho nhà đầu tư theo cáo trạng. Nhà chức trách tịch thu nhiều tài sản của Jelilo, gồm chiếc Ferrari SF90, chiếc Rolls-Royce Phantom và chiếc Range Rover, cùng với chiếc nhẫn Harry Winston khoảng 12.500 đô la và trương một khoảng 500.000 đô la chứng khoán. Công tố viên đã cho biết. Cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu thẩm phán giám sát vụ truy tố hình sự Manhattan rút lui. Cựu tổng thống Trump yêu cầu quan tòa giám sát vụ truy tố hình sự ở Manhattan rút lui vì mối liên quan giữa gia đình của thẩm phán với dân chủ, theo tuyên bố được nhóm luật sư của cựu tổng thống gửi ra vào ngày thứ Tư. Thỉnh nguyện yêu cầu rút lui, vốn chưa được đệ lên tòa công khai, cho thấy hành động mới nhất từ phía cựu tổng thống chống lại thẩm phán Hoan Merchant của tối cao pháp viện New York ở Manhattan. Nhóm luật sư biện hộ gần đây cũng đã tìm cách chuyển vụ truy tố hình sự của biện lý Manhattan lên tòa liên bang, Biện lý Alvin Pratt vào ngày thứ Ba đã đệ thỉnh nguyện lên tòa phản đối yêu cầu này và ông cũng phản đối về việc buộc thẩm phán Merchant từ rút lui. Cáo trạng của ông Pratt tập trung vào khoản tiền chi cho cô đào Stormy Daniel và những ngày trước bầu cử tổng thống năm 2016. Cựu tổng thống Donald Trump cũng như tất cả người dân Mỹ, theo hiến pháp, có quyền có một thẩm phán và thủ tục pháp lý công bằng. Luật sư của cựu tổng thống đã ghi trong thông báo quyết định yêu cầu thẩm phán rút lui. Con gái của thẩm phán Merchant là đối tác và là giám đốc điều hành Authentic Campaign, một công ty tư vấn dân chủ làm việc cho chiến dịch của Tổng thống Joe Biden năm 2020. Theo biện hộ, công ty sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính từ các quyết định của thẩm phán Merchant có thể đưa ra trong vụ này. Theo luật của New York về hành vi tư pháp, một thẩm phán nên tự rút lui khỏi một vụ nếu có họ hàng gần có lợi ích sẽ bị ảnh hưởng đáng kể do thủ tục. Thượng viện Hoa Kỳ lật ngược kế hoạch xóa nợ sinh viên của Tổng thống Joe Biden chuẩn bị cho một sự phụ quyết. Thượng viện đã thông qua nghị quyết chung về việc không tán thành trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 52 phiếu thuận và 46 phiếu chống với sự giúp đỡ của Thượng nghị sĩ Kristen Sinema thuộc đảng độc lập Arizona, John Tester, đảng Dân chủ Montana và Joe Manchin, đảng Dân chủ West Virginia. Hôm nay tôi đã bỏ phiếu để hủy bỏ đề nghị xóa nợ sinh viên của chính phủ tổng thống Joe Biden vì chúng ta hoàn toàn không có thể chi thêm 400 tỷ đô la nữa vào khoản nợ quốc gia. Ông Manchin cho biết trong một tuyên bố trích dẫn ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội. Hiện có hơn 50 chương trình xóa nợ và hoàn trả khoản vay cho sinh viên nhằm thu hút những người làm cho các công việc dịch vụ quan trọng, chẳng hạn như giáo viên, nhân viên y tế và công chức. Ông đã lưu ý, Đề nghị này của Tổng thống Joe Biden đã làm suy yếu các chương trình đó và buộc những người đóng thuế làm việc chăm chỉ, những người đã trả hết nợ của họ hoặc là những người không học đại học phải gánh chịu chi phí này. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào thay đổi nợ sinh viên của lưỡng đảng để giảm chi phí giáo dục đại học và giúp ích cho tất cả người Mỹ. Chương trình xóa nợ, ngoài việc đề nghị xóa khoản nợ vai sinh viên liên bang lên tới 20.000 đô la mỗi người cho khoảng 40 triệu người vay, Chương trình của Tổng thống Joe Biden ban đầu tìm cách gia hạn một sắc lệnh tạm dừng trên toàn quốc gia, việc thu các khoản chi trả nợ sinh viên và tiền lời. Tuy nhiên kể từ đó, kế hoạch này đã bị thách thức tại tòa án. Vào tháng 11 năm 2022, chính phủ Tổng thống Joe Biden đã thông báo rằng việc đóng băng chi trả này sẽ không còn được kéo dài thêm nữa. Trong những tuần tới, tố cao pháp viện sẽ ra phán quyết về hai vụ kiện liên quan đến kế hoạch xóa nợ này. Nếu đến ngày 30 tháng 6 một vụ kiện này vẫn chưa được giải quyết, thì việc chi trả sẽ tiếp tục sau 60 ngày kể từ ngày 30 tháng 6. Nếu không, các khoản chi trả sẽ tiếp tục sau 60 ngày kể từ khi pháp viện đưa ra phán quyết. Theo Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona, các vụ kiện tại tòa án đang thách thức chương trình này là nhẫn tâm, vô căn cứ và hoàn toàn sai lầm. Ông Cardona cho biết trong một tuyên bố ngày 22 tháng 11 rằng, tôi muốn những người đi vay biết rằng chính phủ Biden-Harris luôn ủng hộ họ và chúng tôi cam kết cố gắng hơn bao giờ hết để mang lại việc giảm nợ sinh viên cho hàng chục triệu người Mỹ. Hồi tháng 3, Chánh án John Roberts đã tỏ ra hoài nghi về việc liệu ông Biden có thẩm quyền thực hiện một thay đổi như vậy mà không có sự chấp thuận của quốc hội hay không. Thượng viện đồng ý nâng mức nợ công, chờ chữ ký tổng thống Joe Biden, ngân sách Mỹ ổn định 2 năm. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nâng mức nợ với tỷ số phiếu 63 và 36 tối ngày thứ Năm ngày 1 tháng 6 và đang chờ chữ ký của tổng thống Joe Biden giúp ngân sách nước Mỹ ổn định ít nhất trong 2 năm theo AP. Vào ngày thứ tư, dự luật được hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua với số phiếu 314 và 117, trong đó có 165 dân biểu Đảng Dân chủ và 149 dân biểu Đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Kết quả này là cuộc thương lượng giữa tổng thống Joe Biden và dân biểu Kevin McCarthy, chủ tịch hạ viện, không làm toàn bộ hai đảng hài lòng. Tuy nhiên đây là kết quả tốt nhất có được sau nhiều tuần thương thuyết căng thẳng giữa hai người đứng đầu hành pháp và lập pháp của mỹ chấm dứt thảm họa vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử hoa kỳ Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ New York, trưởng khối đa số Thượng viện, gọi cuộc bỏ phiếu này có ý nghĩa là Hoa Kỳ có thể thở phào nhẹ nhõm, chúng ta tránh được một vụ vỡ nợ quốc gia, ông Schumer nói. Vào hôm thứ Tư, sau khi dự luật được Hạ viện thông qua, Tổng thống Joe Biden đã phát biểu dự luật này bảo vệ các chương trình tối quan trọng mà hàng triệu gia đình, sinh viên và cựu chiến binh lệ thuộc. Tôi đã nói rất rõ ràng rằng đây là cách duy nhất để có một sự tương nhượng lưỡng đảng, có được sự ủng hộ của cả hai đảng. Thỏa thuận này đạt được thử thách đó. Gần 10.000 tấm hình trong máy tính sách tay của Hunter Biden được công bố trên mạng số lượng hình khổng lồ từ máy tính xách tay bị bỏ rơi của hunter biden vào ngày thứ năm đã được công bố trên một trang mạng mới khi hunter biden đang đối mặt với các cuộc điều tra về những giao dịch kinh doanh ở ngoại quốc và những cáo buộc trốn thuế và súng ống Gần 10.000 tấm hình được chụp từ năm 2008 đến 2019 được đăng trên BidenLaptopMedia.com sau khi một phụ tá tòa bạch ốc của cựu tổng thống Trump dành hàng tháng trời lướt qua kho lưu trữ kỹ thuật số, bôi đen một số hình ảnh và công bố số còn lại. Điều duy nhất chúng tôi hướng tới là sự thật và minh bạch. Ông Gareth Ziegler, nhà sáng lập tổ chức bất vụ lợi Marco Polo cho đài truyền hình Fox News hay. Trong số những hình ảnh được bôi xóa là những tấm hình có những tin tức riêng tư như số an sinh xã hội, thẻ ngân hàng và số thẻ tín dụng. Những tấm hình của chị dâu Holly Biden, quả phụ của anh trai Bo Biden, sau này đã trở thành người tình của Hunter Biden, cũng đã được che giấu khỏi mắt công chúng. Trang mạng cũng tiết lộ hai tấm hình trước đây chưa từng được biết đến, một trong những tin nhắn giữa Hunter và Holly, và giữa Hunter Biden với bạn gái Zoe Caston, người vào năm ngoái ra khai trước đại bò thẩm đoàn ở Delaware điều tra con trai tổng thống. Nếu người dân Mỹ muốn biết gia đình tổng thống của họ như thế nào, thì họ sẽ được biết và chúng tôi sẽ không bỏ những tấm hình cho thấy gia đình tổng thống Joe Biden là những người tốt, Ziegler cho Fox News Digital hay. Có một tấm hình lá thư con gái của Hunter Finnegan, tôi nghĩ viết cho binh sĩ đóng ở ngoại quốc như ở Iraq và Afghanistan. Đó là một lá thư đáng yêu. Vào lúc đó, Finnegan khoảng 9 tuổi và rõ ràng cho thấy gia đình Biden là người tốt công tố viên liên bang chưa thông báo liệu có truy tố hunter biden những tội danh gian lận thuế khai man về việc dùng ma túy trong đơn mua súng hunter cũng đối mặt với một cuộc điều tra khác từ quốc hội về những giao dịch kinh doanh ở ngoại quốc Ủy ban giám sát Hạ viện Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ ngân hàng để hậu thuẫn những tuyên bố mua bán ảnh hưởng trong gia đình của Tổng thống. Nhiều tấm hình cho thấy Hunter trong nhiều tình trạng không quần áo và dụng cụ sử dụng ma túy chung quanh. Trong cuốn hồi ký Beautiful Things được xuất bản vào năm 2021, Hunter Biden kể lại việc trong nhiều năm đã vật lộn với cơn nghiện ma túy. Tổ chức Marco Polo của Ziegler cũng lưu trữ hơn 120.000 email từ máy tính sắp tay của Hunter Biden trên mạng bidenlaptopemails.com. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là chủ đề chính trong hội nghị an ninh châu Á. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bao trùm đối thoại Shangri-La, Hội nghị có mặt các viên chức quốc phòng hàng đầu, sĩ quan quân đội cấp cao, các nhà ngoại giao, các doanh nghiệp chế tạo vũ khí và nhà phân tích an ninh toàn cầu diễn ra tại Singapore từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6 theo Reuters. Các nhà phân tích nhận định đây là hội nghị rất có giá trị vì sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ quân đội giữa hai bên và nhiều bên được tổ chức bên lời phiên họp hoặc các bài phát biểu. Có hơn 600 người đến từ 49 quốc gia tham dự hội nghị. Mở đầu hội nghị là bài phát biểu quan trọng của ông Anthony Albanese, thủ tướng của Úc. Tuy nhiên, theo thông báo vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 5, ngụ giác đài tướng Lý Thượng Phúc, tân bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc, từ chối gặp mặt tướng Lloyd Austin, người đồng cấp của Mỹ. Trong buổi họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định hai nước vẫn luôn trao đổi quân sự, nhưng chính Mỹ là bên chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại. Người này còn nói rằng Mỹ một mặt muốn gia tăng liên lạc, nhưng mặt khác lại phớt lờ những lo ngại của Trung Quốc và làm xói mòn nghiêm trọng sự tin tưởng lẫn nhau giữa quân đội của hai quốc gia. Trong khi đó, phát biểu tại Tokyo vào ngày thứ Năm ngày 1 tháng 6, ông Austin tuyên bố thật không may khi cuộc gặp mặt không diễn ra, Ông bày tỏ bản thân rất ủng hộ mọi cơ hội được gặp gỡ với ông Lý. Ngoài mối liên quan giữa Mỹ và Trung Quốc, các chủ đề khác như cuộc chiến Nga và Ukraine, căng thẳng Trung Quốc-Đài Loan, các chương trình vũ khí của Bắc Hàn, căng thẳng trên Biển Đông cũng sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Hội nghị lần này không có đại diện từ Bắc Hàn và Nga. Air Canada gặp trục trặc liên lạc, làm hàng trăm chuyến bay bị ngưng và bị hủy. Vào ngày 1 tháng 6, hãng hàng không Air Canada thông báo gặp trục trặc kỹ thuật tạm thời trên hệ thống liên lạc, khiến cho 234 chuyến bay đã bị ngưng và 34 chuyến bay bị hủy. Air Canada thông báo hãng gặp trục trặc kỹ thuật tạm thời trên hệ thống liên lạc, một trong những hệ thống được sử dụng để liên lạc với phi cơ và giám sát hoạt động điều hành. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, hãng hàng không này đã gặp những sự trục trặc về hệ thống liên lạc, gây ra việc chậm hoặc là hủy các chuyến bay. Cựu giám đốc điều hành của hãng Duncan D. cho biết hãng đang cố gắng khắc phục những sự trục trặc này. Tình trạng chậm trễ hay hủy chuyến bay vẫn diễn ra. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada Omar Al-Ghabra cho biết ông vẫn theo dõi sát sao và cập nhật tình hình từ hãng Air Canada. Nga bãi bỏ hiệp ước dùng chung biển Azov với Ukraine. Nga bãi bỏ hiệp ước với Ukraine về sử dụng chung biển Azov và ao biển Kerch vì cho rằng Ukraine không còn là quốc gia ven biển ở khu vực này. Trong phiên họp Quốc hội ngày 1 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho rằng việc sáp nhập các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia vào Nga đã làm nảy sinh vấn đề mới ở biển Azov và eo biển Kerch. Đó là chúng hiện hoàn toàn thuộc về Moscow. Nga phải chấm dứt hiệp ước vì Ukraine đã mất tư cách quốc gia ven biển đối với những khu vực này. Thứ trưởng Galuzin đã thông báo. Ông Galuzin cho hay. Quốc hội Ukraine đã bãi bỏ mọi thỏa thuận kết hợp với Nga liên quan đến biển Azov từ hồi tháng 2. Ông bảo đảm với các nhà lập pháp Nga rằng Moscow có lý do để chấm dứt một cách hợp pháp các thỏa thuận này dựa trên các điều khoản được quy định trong Công ước Vienna về luật hiệp ước năm 1969. Tổng thống Nga Putin vào ngày 24 tháng 5 đã trình dự luật bãi bỏ hiệp ước sử dụng chung biển Azov và eo biển Kerch giữa Nga và Ukraine. Hiệp ước này được ký tại thành phố Kerch và bán đảo Crimea vào ngày 24 tháng 12 năm 2003, nhấn mạnh vai trò quan trọng của biển Azov và eo biển Kerch đối với sự phát triển kinh tế của hai nước, cũng như sự cần thiết phải bảo vệ khu vực Azov và Kerch như thực thể kinh tế và tự nhiên không thể tách rời tấn công bằng dao tại Thụy Điển, ít nhất là ba học sinh bị thương. Cảnh sát Thụy Điển cho biết ba học sinh bị thương phải nhập viện khi xảy ra vụ tấn công ở thị trấn Eskituna vào ngày 1 tháng 6. Cảnh sát xếp vụ này vào loại giết người có chủ đích, nhưng chưa biết hiện chưa có tin tức về mức độ nghiêm trọng của những người bị thương. Ngoài ra vẫn chưa có ai bị bắt giữ. Kênh truyền hình TV4 ban đầu đã cho biết đây là vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một trường học, nhưng hiệu trưởng của trường cho biết vụ việc này xảy ra tại một địa điểm khác. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra khi hai băng nhóm đối địch tấn công nhau trong một lễ hội thể thao. Tên cho biết những học sinh trên đang trong chuyến đi tới một trung tâm thể thao địa phương. Tên Việt Nam, mặt bằng cho thuê tại những con đường vàng ở Sài Gòn, ế cao chưa từng có. Hàng loạt doanh nghiệp trong đó có các thương hiệu lớn như McDonald's, EDG, Samsung, Mallow Coffee đã tháo chạy rút khỏi các mặt bằng đắc địa tại các khu vực trung tâm ở Sài Gòn. Bài báo trong nước cho hay chỉ trong tháng 5, con số mặt bằng cho thuê bị bỏ trống và lượng tin rao cho thuê đã tăng chóng mặt. Theo đó, tại những con đường vàng như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, hay Bà Trương ở quận 1, có lượng mặt bằng để trống cao chưa từng có trong 3 năm qua. Đáng chú ý tại đường Đồng Khởi, sang trọng sầm út bậc nhất của Sài Gòn, có lượng tin rao cho thuê tăng gần gấp 4 lần so với thời điểm năm 2021. Theo những bài báo trong nước, chỉ có đoạn đường dài 630 m trên đường đồng khởi, nhưng đã có hơn 15 hàng quán đóng cửa, treo bản cho thuê. Tương tự, một đoạn hai cây số của con đường Hai Bà Trưng từ chợ Tân Định đến tượng đài Trần Hưng Đạo quận 1, có không dưới 30 mặt bằng lớn nhỏ treo bản cho thuê. Cùng tình cảnh trên, tại đường Lý Tự Trọng quận 1, hiện có hơn hai 20 mặt bằng treo bản cho thuê, chủ yếu là các mặt hàng được trả từ các thương hiệu thời trang và những doanh nghiệp trong ngành dịch vụ kinh doanh khách sạn, ẩm thực, nhà hàng, ăn uống. Còn đường Lê Lợi, quận 1 thì có khoảng 20 mặt bằng, tầng trợt đang để trống, treo bảng cho thuê, không thay đổi so với tháng 9 năm 2022 khi mới vừa tháo rào trắng Metro Bến Thành – Suối tiền Riêng khu vực quanh chợ Bến Thành có cả trăm mặt bằng đang bỏ trống. Đáng chú ý nhiều mặt bằng dù không treo bảng bán cho thuê, hiện đang là trụ sở của các doanh nghiệp nhưng vẫn cửa đóng then cài. Trả lời với những bài báo, ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc bất động sản khu vực miền Nam cho biết, số lượng các mặt bằng đăng tin cho thuê đã tăng hơn 30% so với thời điểm cùng kỳ của năm 2022. Đây mới là thời điểm khắc nghiệt nhất của nhà phố, ông đã nhận định. Theo lời của ông Tuấn, giai đoạn khó khăn của thị trường mặt bằng cho thuê vẫn chưa dứt, làn sóng trả mặt bằng vẫn kéo dài ít nhất một năm. Dẫn tin từ Cushman and Wakefield cho hay rằng giá thuê mặt bằng bán lẻ ở các khu vực này luôn thuộc hàng đắt đỏ nhất nhì Sài Gòn. Chẳng hạn các căn nhà phố lẻ mặt tiền có diện tích từ 400m2 trở lên, đoạn đầu của đường Nguyễn Du, Đồng Khởi có giá thuê lên đến hàng chục ngàn đô la mỗi tháng. Trong khi đó giá thuê từng trệt các cao ốc dao động ở mức 100 đô la cho đến 150 đô la một mét vuông một tháng, chưa bao gồm thuế và phí quản lý. Nói với những bài báo thì giám đốc của một doanh nghiệp từng đặt cửa tiệm tại Metropolitan đồng khởi quận 1 mặt hướng ra nhà thờ Đức Bà cho hay giá thuê hồi năm 2016 đến 2019 là khoảng 20.000 cho tới 25.000 đô la một tháng cho một mặt bằng 200 mét vuông. Thời điểm đầu năm 2019, những căn nhà phố này có các trục đường khoảng 600 m tới nhà thờ Đức Bà như đường Hàng Thuyên, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Đồng Khởi có mức thuê tối thiểu là khoảng 7.000 đô la một tháng trước đó thì các báo trong nước đồng loạt đưa tin chi nhánh Parson Việt Nam Co, Ltd thuộc công ty Parson Retail Asia (PRA) đã nộp đơn lên tòa án ở Sài Gòn xin phá sản tự nguyện từ ngày 28 tháng 4 thông báo cho biết thêm Sơn Việt Nam đã có nhiều năm thua lỗ và những khoản lỗ đáng kể được cộng dồn trong những năm gần đây do môi trường kinh doanh đầy thử thách dưới hậu quả của đại dịch COVID-19, đặc biệt là việc thiếu sự giúp đỡ từ chủ mặt bằng, chẳng hạn như giảm tiền thuê hay là giảm giá thuê không đáng kể. Trong thời gian đóng cửa do COVID-19, khi hoạt động của các cửa hàng của Sơn Việt Nam bị hạn chế đã ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính. Thuế đất cao cũng đã gây thêm khó khăn về tài chính cho Sơn Việt Nam, công ty này cho hay. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan và Bảo Lộc, chị tên Lê Thị Loan Phi, sinh năm 1959, chị muốn tìm hai người bạn thân. Người thứ nhất tên là Lâm Thị Kim Chi, trước năm 1978, sống tại thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam. Năm 1981, Loan Phi nhận được tấm hình ngày cưới của Kim Chi, ngày 18 tháng 5 năm 1981 tại Washington DC, USA, chồng của Kim Chi tên Toàn, con trai tên Khoa. Người thứ hai chỉ muốn tìm là Tạ Kim Ánh, trước năm 1978 cũng sống tại thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam. Được biết Kim Ánh đã đi định cư ở Mỹ. Hiện nay, Loan Phi đang định cư tại San Jose, California. Hai bạn hoặc người thân nghe được tin này xin liên lạc với Loan Phi số điện thoại 316-768-1538 hoặc địa chỉ email là Loan Phi Lê 1959 ở gmail.com Chị cảm ơn Hồng Loan Bảo Lộc Chúc hai em luôn hạnh phúc Và kênh tin tức của hai em Được nhiều nhiều người yêu thích Lê Thị Loan Phi Cảm ơn chị Dạ, Hồng Loan xin được nhắc lại Số điện thoại của chị Loan Phi là 316 768 1538 Và địa chỉ email là Loan Phi Lê 1959 ở gmail.com Xin chào Hồng Loan và Bảo Lộc Nhờ chương trình tìm giúp mẹ Tạ Thi Hương, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1942, tìm con gái thất lạc tên là Hậu Bảo Ngọc Châu, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1977 ở Sài Gòn. Năm 1989, đi cùng bố là Hậu Chấn sang Mỹ, tiểu bang California rồi thất lạc tin tức. Mẹ vẫn ở địa chỉ cũ, 19 trên 16 cô bác Phú Nhuận, Sài Gòn, chờ mong tin con. Xin nhờ các cô chú bác, anh chị bên nước ngoài chia sẻ những tin tức tìm kiếm giúp Số điện thoại của tôi là 0902 849896 hoặc là 0966 22 5814. Mẹ Hương xin hậu tạ. Hồng Loan xin được nhắc lại, số điện thoại ở Việt Nam của mẹ Hương là 0902 849 896 và một số điện thoại nữa là 0966 225 814. Kính mong quý vị chia sẻ dùm hai lá thư của ngày hôm nay lá thư người mẹ tìm con thương quá. Thương quá. Ừ, nhiều khi con đi lúc còn nhỏ quá à, cũng không có biết tin mẹ. Nếu như à, em có nghe được tin này hay là quý vị trong gia đình, bạn bè, người thân có biết, ừ. xin hãy chia sẻ dùm cho tin của hai lá thư ngày hôm nay. Lần lọc rất là cảm ơn quý vị. Rồi cuối tuần này luôn thứ sáu cuối tuần. Thứ sáu. Thứ sáu cuối tuần. Thứ 6 cuối tuần. À. Rồi. Làm gì đây? À, đọc muốn làm gì? giờ muốn làm muốn thay đổi không khí không muốn mở mang đầu óc không đố đi <laughs> đố hả à? ừ. Rồi đố đi rồi ngày hôm nay mình đố là lạ đi đố nó hơi tính toán một chút xíu đố loan khi nào nhìn số 2 mà mình nói là số 10? ba gì mà đếm từ số 3 bảo lộc nó càng ngày lâu càng gian rồi. cái này cũng hơi cũng suy nghĩ chút xíu là ra Giang suy nghĩ chút ra rồi lọc làm như thế nào cũng dễ thôi, đợi <laughs> ném từ 6 đi. Cái lợi sao? Nằm. 4. Ba. <Bà>. Đấy, biết rồi. Cái gì? <laughs> Khi nào nhìn số 2 mà mình nói nó là số 10. Nhìn lên cái đồng hồ á. Sao nhìn lên đồng hồ? Thì đồng hồ mà nó số 2 có nghĩa là 10 phút. Đúng không? Cái kim dài đó. Câu trả lời cuối cùng là khi, khi nào? Đồng hồ. Chính xác. <laughs> là nói đúng rồi để liếc luôn cái ghê chứ sợ luôn. Phải liếc chứ mình tới cái này mình nói 3 ba giây thôi thì không suy nghĩ ra, mà 6 giây là luôn suy nghĩ ra được liền. Bởi vậy mình phải ngâm lẽ Ờ quên, nãy tự nhiên mình nói sớm quá cái mốt người ta không có cho mình đến. Thế chưa trước lọc nói chưa đầy 3 giây nữa là loan trả lời được rồi. Không phải, tại hên thôi. Hên hả? Ừ. Một cái nữa nè. Có hên đúng nha cái này 3 giây nữa nha thôi mà bốn giây đi <laughs> nhiều chút đi đố loan sách gì không có chữ sách mà không có chữ bốn ba sách sách túi hai sách túi á túi sách một gì <laughs> túi sách sách túi phải không nếu mà không phải thì nó không để cho người ta đoán cái khác cái <laughs> đã, đã 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 hỏi xong hỏi là, là trả lời phải không phải không Bài à? không biết sách túi câu trả lời cuối cùng là sách, sách gì tôi không tôi có sách, chữ túi sách sách túi không có chữ đâu câu trả lời cuối cùng đúng không chính xác nhiều <laughs> <laughs> lắm sách nước à. không, à, tay sách nách mang <laughs> nhiều nhiều lắm à, chơi chữ ha nhưng mà nhưng mà chơi chữ này là không có đúng là sai á. tại vì cái sách kia, cái kia á. là sách chữ S chờ cũng ừ. này sách là chữ X mà ok giọng miền Nam mình sách với sách nhìn nó cũng y chang nhau y chang. không khác chút nào bởi vậy miền Nam chơi chữ dữ lắm chơi chữ theo miền Nam thôi lo ngại à. <laughs> là chủ yếu vui thôi quý vị. Ok, ngày anh Mai Lộc Lân kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Cái chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lân Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của Lân và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. <laughs>